các cơ sở điều trị đã chuẩn bị sẵn tiếp nhận và điều trị cho các trường hợp mắc bệnh dịch. Thường trực đội chống dịch cơ động tổ chức thường trực tiếp nhận thông tin dịch bệnh 24/24 giờ qua đường dây nóng 0969081215 và 0949396115. Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo chính quyền các phường xã đi kiểm tra từng nhà hàng trên địa bàn, cấm việc mua bán động vật hoang dã, nhất là những vùng đang có lễ hội, khuyến cáo người dân đi lễ hội đình chùa nên đeo khẩu trang. Ông Chung cũng yêu cầu phun khử trùng cho tất cả 3.000 trường học trên địa bàn do trẻ em là đối tượng dễ nhiễm bệnh nhất.